Hey, hello các bạn, thì hiện tại thì mình vừa lái xe tới cái chỗ này, đó chính là khu Việt Nam các bạn. Thì theo như mình hỏi vòng vòng thì khu Việt Nam ở đây nó không phải lớn như là ở tại Atlanta hay là như là Texas hay là Cali. Rất là nhỏ, khi mình tới đây thì mình thấy mọi thứ nó rất là cũ và nhỏ ở đây nha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng ở đây cho các bạn coi khu người Việt ở tại New Orleans các bạn ha. Alright. Ok các bạn, thì đây là cái khu Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây toàn tiếng Việt không à, với lại mấy cái business của người Việt nằm ở đây. Thì theo mình nghĩ đó nha, với lại mình đoán thôi, thì mình thấy là cái khu này rất là cũ, chắc có mặt ở đây cũng lâu đời rồi. Thì có mặt bao lâu thì mình không biết, nhưng mà nhiều người cũng nói là đây là khu cái gì đó, khu Versailles các bạn. Đó là cái chữ này đây. Nè, mình nghĩ chữ này cũng là chữ tiếng Pháp luôn, Versailles. Đó, thì đây là khu Việt Nam. Mình dẫn các bạn đi qua một vòng để các bạn coi là cái khu Việt Nam ở tại New Orleans này nó có cái gì hay không. Rồi, thì ở đây khá là yên ắng và không có xe ở phía trước. Rồi, mình nghĩ là chắc mấy cái chỗ này họ đóng cửa luôn rồi đó. Đây, ở đây là mình có cái gì? Kim Mai hả? Tiệm vàng Kim Mai, rồi cái bảng nó bị hư ở giữa luôn rồi. Chắc cái này đóng cửa rồi đó. Nhà thuốc Bảo An Đường Kim Mai Jewelry đóng cửa rồi. Ý, open. Ở dưới thì là nhà thuốc là open nha các bạn. Nhà thuốc Bảo An Đường Kim Mai Jewelry thì còn mở cửa, nhưng mà tiệm vàng ở trên là đóng cửa rồi. Mấy cái này không biết có mở cửa hay không, nhưng mà mình nhìn thấy tối thui. Casa Honduras. Ở đây không chỉ là Việt Nam thôi mà còn Honduras ở đây nữa. Nhà hàng Honduras, nhưng mà tối thui, đen thui ở bên trong. Ở đây là có cái cầu thang để các bạn có thể đi lên tầng trên á. Đó, nhưng mà phía trên thì nhìn it's look dead. Rồi. Ở đây thì mình có cái gì? Tiếng pharmacy. Cái pharmacy này thì vẫn còn mở cửa nè các bạn. Still open right now. Rồi. Rồi qua bên này nữa có cái gì? Thì các bạn cái khu này chỉ có nhiêu đây. Bên đường có một vài cái nữa nhưng mà không có nhà hàng, có cái chợ gì đó bên kia. Để hồi mình qua bển coi làm sao. Bên này là tiếp tục thì mình có cái tiệm vàng Bảo Ngọc ở bên này. Thì chắc cũng đóng cửa luôn rồi quá. Đây. Nhìn thấy hoang sơ và tiêu điều. Tiệm vàng Bảo Ngọc chắc bây giờ cũng không có ai mướn. Đang là for rent đó các bạn, đang cho mướn đó. Mà khu này cũ quá rồi. Kim Tâm Jewelry cũng không thấy đề bản open, nhưng mà bên trong thấy có đèn, chắc còn xài đó, chắc vẫn còn hoạt động. Phước Thọ Đường Health Clinic Versailles, khu Versailles ha. Kế bên đây thì mấy cái tiệm gì nữa đây. Ngay chỗ này có cái bánh mì Cali đây các bạn. Bánh mì Cali này chắc còn mở cửa, bởi vì mình thấy phía trước rất là nhiều xe nè. Đây, bánh mì Cali, đi vô trong coi thử là bánh mì Cali có ngon hay không nha các bạn. Địa chỉ là 4461 Alsea Fortier Boulevard Suite A New Orleans các bạn. 70129, bánh mì Cali. Right. Yeah, ok. Hai gì cơ? Trong đây bán gì đây? Bánh thuyền mix nut cake chú sấy giòn, mực sợi hấp nước dừa, với lại mấy cái bánh lặt vặt ở đây. Ở đây bán trứng rồi. Đây là chuyên về bánh mì các bạn, cho nên các loại bánh mì Việt Nam ở đây, sandwiches. Đó. Thì giá là cũng từ 4-5 đồng một ổ bánh mì thôi. Đây, bánh bèo, củ mì, khoai mì, củ mì, bánh quế, bánh waffle. Yeah. Ở đây bánh mì làm luôn. Yeah, làm bánh mì đây luôn đúng không? Này chả lụa, da u, yogurt, rồi với một số cái đồ lặt vặt thôi các bạn, cũng rất là ít và nhỏ. Đây có gì? Bánh tráng, bánh phồng sữa. Camera lấy hết.
camera nó cũng lấy nó tại ra chỗ nó có camera. Thì cô, cái chỗ này ở đây lâu chưa cô? Cái chỗ Vex. À là cái tiệm này. 3-4 tháng. Dạ, còn nhưng mà cái khu Việt Nam là mình có lâu lắm hả cô? Mấy chục năm hả? Dạ. Ok. Dạ. Yeah. Rồi thì đây là bánh mì heo quay nè các bạn. Yum. Yeah. Chà, bỏ ớt ra cho mấy ăn hồi cay xé. Đây còn ở bên đường kia thì coi có cái gì. Ở bên đường kia có một cái supermarket, có một cái chợ nhỏ xíu. Đi qua bển cho các bạn coi. Yeah. Các bạn à, từ đây mà các bạn tới trung tâm của New Orleans thì cũng khoảng 15-20 phút vậy đó thôi. À, dẫn các bạn đi qua bên này coi luôn. Thì nó chỉ có hai bên vậy thôi đó, rất là ngắn gọn. Và nhiều chỗ thì cũng đóng cửa đó, cho nên không thấy chỗ nào mở cửa hết các bạn. Đường xá đây rất là vắng vẻ, khu này rất là vắng luôn. It's very quiet here. Ở đây là Tenda Latina, cái này là gì đó, beauty salon, tiệm cắt tóc, uống tóc ở bên này. Rồi bên này là supermarket, một cái tiệm giống như grocery store nữa các bạn, chứ không phải là một cái chợ lớn nữa. Rất là nhỏ ở đây, American Oriental Food, Việt Mỹ Supermarket. Rồi dẫn các bạn đi vào bên trong đây coi chút xíu. Ok. Hello cô. Ờ, có chuối. Chú cao hay chú gì vậy? Chú cao còn sống, giờ chú già. Rồi. Bên này giống như một cái tiệm tạp hóa. Quán trái cây dưới đây. Bơ. Ổi hả? Ổi, xoài. Chôm chôm. Dạ, chôm chôm ở giữa. Mọi thứ chút chút các bạn. Chà bông. Rồi trứng. Như một tiệm tạp hóa vậy đó ha. Bên đây mình có cam, táo. Ở đây chắc bán vừa đủ, vừa đủ thôi các bạn ha. Thì bên đây thì để mấy đồ giống như tiệm tạp hóa này các bạn thấy rồi, nước tương, nước mắm, rồi mỗi thứ chút chút vậy đó. Đây, ô gumbo, đây có bán một số những cái đồ để cho các bạn nấu gumbo, đặc sản của New Orleans đó. Đây. Và tức là không chỉ là đồ Việt Nam không đâu, mà có một số những cái món của cái vùng này, của cái khu này người ta cũng bán luôn. Gumbo jambalaya gì đó, chắc vậy. Rồi, cũng vừa nhỏ. Còn bên đây là bún các bạn, các loại bún. Bún bên này quá trời luôn. Nồi cơm điện made in Japan. Nồi cơm điện Tiger rất là nổi tiếng. Rồi, mấy cái gì củ kiệu ở trong này cũng nhiều lắm nha. Cũng đầy đủ các đồ ăn Việt Nam ở trong này. Ở đây là mấy cái đồ xài lặt vặt nè, đũa đâu nè, băng keo. Đây là đồ, mấy cái đồ đông lạnh ở đây. Yeah. Đây mình có mấy cái rau sống, rau giúp cá. Yeah. Một bó rất là to luôn. Yeah. Rất là tươi các bạn. Bây giờ trời nhỏ nhưng mà mấy cái đồ này cũng rất là tươi, rau tươi lắm chứ bọn. Dưa leo, các mắc loại rau húng quế, dùm lum, cà tím. Này đu đủ. Này cà pháo. Cà pháo bự hả? Đây, bên đây là nông sản bên này. Đây thì mình có thêm mấy cái loại rau ở đây nữa. Cải bẹ xanh ở bên này, cà rốt, bắp cải, bắp cải trắng, bắp cải tím. À, bên này là để rau, hàng bên đây là hàng rau, tofu, đậu hũ, gừng. Tức là vừa vặn thôi, nó vừa đủ xài thôi. Khoai môn, các loại garlic, hành tím. Còn ở dưới đây là thịt các bạn.
Đây cũng có đủ loại thịt luôn á nha. Đó, tổ ong bò, sườn heo, lá lách, sườn heo, tim heo ở đây có luôn, tim heo. Đó, thì thịt nằm ở đây. Ồ, này huyết hả ta? Ừ. Này có bán huyết luôn các bạn. Dạ, nói chung thịt, thịt thì cũng đầy đủ đó. Vị tiên, các loại thịt ở đây. Dạ, ở đây thì chắc không có đồ cá rồi, kiểu như hải sản tươi thì không có rồi. Ở đây thì mới có mấy hải sản đông lạnh thôi, chẳng hạn mấy con này để đông lạnh ở đây các bạn. Chứ nó không có tươi giống như là mấy cái chợ ở tại La nè. Bên đây thì là gạo, các loại gạo ở đây. Thì lại thêm mấy cái đồ đông lạnh lặt vặt nữa cho bà con, cô bác, người Việt ở đây đi chợ. Mình không biết là có mấy cái chợ Việt Nam lớn nào nữa không ở tại khu vực New Orleans này. Nhưng mà mình tới đây thì gọi là khu Vẹt Xây. Khu này mình nghe người ta nói lâu đời lắm rồi. Thì đây là cái tiệm tạp hóa duy nhất mà mình thấy ở đây. Có thể là người Việt Nam họ tới đây họ đi chợ thường xuyên đó. Thì mình nghĩ là nếu như muốn ăn đồ Việt Nam thì ở đây cũng đủ, đầy đủ hết, không có thiếu nước tương, nước mắm, rồi bún gì đó cũng được, cũng ok. Wow, bên đây có rất là nhiều các loại hạt ở đây luôn. Đây có hạt điều rang muối đây các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái hộp này tại mình thích ăn hạt điều. Hạt điều này to đùng luôn. Made in Vietnam. Đó, về ăn. Ở đây có muối xí mùi gì đó, đủ thứ. Cũng đủ chứ bạn. Các loại bánh ở đây. Lẩu tai heo. Đây, lẩu tai heo đây các bạn. Rất là quen thuộc. Ký ức ùa về rồi. Rồi mấy cái bánh này cũng rất là quen thuộc. Người Việt Nam rất là thích ăn bánh này. Danisa. Đây ok các bạn. Sorry nha, tại vì cắn vài cái rồi. Tại bánh mì rất là ngon luôn. Bánh mì Cali rất là ngon các bạn. Ở tại New Orleans thì ở đây chỉ có một cái tiệm là duy nhất thôi mà có xe ở phía trước cho nên rất là ngon. Bây giờ các bạn đi xuống New Orleans, các bạn ăn thử po' boy, tức là bánh mì sandwich của Pháp với lại bánh mì của Việt Nam, để các bạn coi là cái nào các bạn thích hơn. Thì thật sự là bánh mì của Việt Nam là lấy nguồn gốc từ là của người Pháp đem qua Việt Nam. Thì Việt Nam mới có bánh mì, rồi bắt đầu Việt Nam mới cải tiến lại thành ổ bánh mì nó nhỏ hơn, thành là bánh mì Việt Nam. Rồi mấy nhân này là nhân của kiểu Việt Nam. Rồi các bạn ăn thử po' boy, tức là French sandwich á, để các bạn so sánh thử coi hai cái nào ngon hơn. Thì dĩ nhiên là các bạn sẽ thấy là các bạn ăn bánh mì Việt Nam, các bạn sẽ thấy nó quen thuộc hơn. Các bạn ăn các bạn thấy ngon, đó chính là cái văn hóa. Rồi khi mà các bạn sống từ nhỏ nữa, nó là chính là cái ẩm thực. Thì các bạn thấy nó quen thuộc và các bạn thấy nó ngon hơn. Rồi đôi lúc các bạn sẽ thấy ăn những món khác thì các bạn thấy có thể là nó không ngon bằng. Nhưng mà thật sự là có những cái món khác là nó không bằng, không ngon bằng đồ ăn Việt Nam. Nhưng mà phải nói là cái bánh mì Cali tại chỗ này rất là ngon các bạn. Đây là bánh mì thịt heo quay. It's so good. One more bite.